Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khán giả qua video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Sông Dương Tử đón đợt lũ thứ 3 dữ dội nhất. Kính thưa quý vị, lũ lụt ở Trung Quốc ngày càng mạnh. Đợt lũ hiện tại trên sông Dương Tử mạnh hơn trận lũ thứ 2, trong khi trận thứ 2 đã mạnh hơn trận lũ đầu tiên. Sông Dương Tử đang hứng chịu trận lũ thứ 3 trong năm nay, dữ dội hơn so với hai trận lũ trước. Trận lũ đầu tiên trong năm nay đổ về đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử vào ngày đầu tháng với tốc độ dòng chảy cao nhất là 53.000 mét khối trên giây, trong khi trận thứ hai vào tuần thứ hai của tháng ở mức 55.000 mét khối mỗi giây. Ở trận lũ thứ ba, từ tối qua nước lũ đã bắt đầu đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp với tốc độ hơn 60.000 mét khối mỗi giây. Trước trận lũ thứ ba, các nhà chức trách cho biết sau những trận mưa lớn liên tục ở thượng nguồn sông Dương Tử, đập Tam Hiệp đứng trước thách thức chống đỡ lũ ngày càng nặng nề. Vùng thượng lưu của sông Dương Tử, mực nước dâng cao dẫn đến mực nước chảy kỷ lục vào đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, con đập nổi tiếng thế giới đang giảm lượng nước lũ tới 37% theo tập đoàn Tam Hiệp. Nhờ đập Tam Hiệp chữ lũ nên mực nước tại các trạm quan sát thủy văn lớn ở hạ lưu trong phạm vi an toàn. CCTV dẫn lời ông Gao Yole, kỹ sư cao cấp của tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị điều hành đập Tam Hiệp cho biết, và nói thêm rằng đập cũng có thể giảm bớt sự di chuyển và giảm áp lực ở khu vực trung và hạ lưu sông. Tuy nhiên, ông Gao lưu ý việc điều tiết nước khó khăn hơn trong trận lũ lụt đợt 3 này. Các trận mưa lớn liên tục kể từ đầu mùa đã phá hủy phần lớn miền Nam Trung Quốc. Nước ở nhiều sông hồ đã đạt mức cao nguy hiểm và mưa lớn hơn và mưa bão dự kiến sẽ xảy ra trong những ngày tới. Nhưng các chuyên gia cho rằng mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp không gây đe dọa đối với hệ thống kiểm soát đa chức năng của đập. Con đập dài 2.309m và cao 185m đã đi vào hoạt động năm 2003. Bên cạnh đó, đập Tam Hiệp có âu tàu 5 tầng và 34 máy phát điện thủy điện. Con đập sẽ tiếp tục xả lũ để đảm bảo có đủ sức chứa và có thể chuẩn bị cho trận lũ tiếp theo. Chúng tôi ước tính trận lũ thứ 3 sẽ kết thúc vào cuối tháng 8, ông Gao nói. Trong khi lũ lụt tiếp tục tàn phá nhiều vùng của Trung Quốc, các chuyên gia cho biết nhiều thành phố ở hạ lưu đang bị úng do mưa lớn tràn ngập hệ thống thoát nước chứ không phải do lũ lụt trên sông. Tính đến ngày hôm nay, lũ lụt ở Trung Quốc làm ít nhất 158 người chết, ảnh hưởng đến khoảng 54,8 triệu người ở 27 khu vực cấp tỉnh. Theo Tân Hoa Xã, dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, khoảng 368.000 ngôi nhà bị hư hại và thiệt hại kinh tế trực tiếp do lũ lụt lên tới 144,43 tỷ nhân dân tệ, khoảng 20,66 tỷ đô la Mỹ. Đập Tam Hiệp căng mình hứng lũ mới. Thưa quý vị, Trung Quốc cảnh báo lũ lụt mạnh hơn trong bối cảnh đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử căng mình đón nước lũ kỷ lục mới trong năm nay với 34 tổ máy của thủy điện Tam Hiệp đang hoạt động hết công suất. Trung Quốc phát cảnh báo lũ lụt mạnh hơn sẽ tới đập Tam Hiệp, đồng thời phát cảnh báo mới với nhiều thành phố ở hạ lưu sông Dương Tử hay Trường Giang khi mưa lớn dự báo sẽ xảy ra trong những ngày tới. Các thành phố ở miền Trung Trung Quốc dọc sông Dương Tử đã bị ngập lụt trong bối cảnh đợt lũ lụt tồi tệ nhất ở nước này được ghi nhận từ năm 1998. Khắp Trung Quốc, lũ lụt xảy ra ở 443 con sông với 151 người đã chết hoặc mất tích. Mưa lớn đã đổ xuống khu vực này kể từ đầu mùa lũ, với lượng mưa trung bình cao hơn 12% so với năm ngoái. Tổn thất kinh tế vì mưa lũ ở Trung Quốc dự kiến lên tới 86,2 tỷ nhân dân tệ, khoảng 12 tỷ đô la Mỹ theo một số ước tính. Chính phủ Trung Quốc công bố hôm 15 tháng 7 rằng sẽ chi khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ cho các biện pháp ứng phó lũ lụt. Tại đập Tam Hiệp, dự án đa chức năng trên sông Dương Tử phục vụ công tác phòng chống lũ lụt ở thượng nguồn khiến dòng chảy cực đại và hồ chứa lên tới 55.000 mét khối mỗi giây vào lúc 20 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương. Con số này cao hơn mức cảnh báo vốn là 50.000 mét khối mỗi giây theo Ủy ban Thủy lợi Trường Giang. Dòng chảy cực đại và hồ chứa đập Tam Hiệp trong đợt lũ thứ hai của sông Dương Tử lần này cũng sẽ cao hơn đợt lũ đầu tiên trong năm nay của con sông dài nhất Trung Quốc được ghi nhận là 53.000 mét khối mỗi giây. Trước trận lụt số 1, giới chức Trung Quốc đã xả nước hồ chứa đập Tam Hiệp từ đầu tháng. Giới chức cũng lưu ý rằng lũ lụt ở các thành phố hạ lưu không phải do xả lũ mà do các hệ thống thoát nước kém. Theo Nikkei, dù đập Tam Hiệp đạt kỷ lục lũ lụt mới trong năm nay, giới chức vẫn chưa biết liệu có xả lũ thêm trong những ngày tới
không. Tuy nhiên, cư dân thành phố Vũ Hán và các tỉnh An Huy, Giang Tây và Chiết Giang, một số địa điểm ở hạ lưu đập Tam Hiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ đợt lũ lụt năm nay, đã nhận được cảnh báo đỏ. Cảnh báo đỏ là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của Trung Quốc. Ít nhất 44 triệu người Trung Quốc đã được báo cáo sơ tán trong năm nay do lũ lụt. Dự báo thời tiết cho thấy dự kiến có mưa liên tục trong tuần tới ở Trung Quốc. Các nhà kinh tế học cũng cảnh báo về nguy cơ sắp xảy ra từ lũ lụt lan rộng có thể tác động tới sự hồi phục kinh tế của Trung Quốc sau đại dịch. Lũ lụt đã lan rộng đến mức các dự án cơ sở hạ tầng sẽ bị trì hoãn do phần lớn các kế hoạch có liên quan đến hoạt động xây dựng, ING Group nêu trong báo cáo nghiên cứu. Thủ phạm gây lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Kính thưa quý vị, lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép. Mùa hè năm 2022, hàng chục triệu người trên khắp Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả, gây ra lũ lụt và lở đất ở các thành phố và làng mạc tại các tỉnh. Đây là trận lụt tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Mưa lớn vùi dập 27 trên 31 tỉnh kể từ đầu mùa lũ, ảnh hưởng đến hơn 39 triệu người và khiến 161 người chết hoặc mất tích. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết thiệt hại kinh tế cho đến nay ước tính là 96 tỷ nhân dân tệ, tương đương 13,3 tỷ đô la Mỹ. Để so sánh, trận đại hồng thủy năm 1993 dọc theo sông Mississippi và Missouri và các nhánh của chúng, một trong những trận lụt kinh hoàng và tàn khốc nhất ở Mỹ, đã khiến khoảng 50 người chết và 54.000 người phải sơ tán, thiệt hại kinh tế ở mức 15 đến 20 tỷ đô la Mỹ. Lũ lụt Trung Quốc bắt đầu ở miền Nam, ở Quảng Tây và Quý Châu vào tháng 6, những trận mưa lớn đã tàn phá khắp các vùng rộng lớn của đất nước, bao gồm tỉnh Giang Tây ở phía đông, An Huy ở phía đông nam và Hồ Bắc ở miền trung. Ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ được nâng lên mức cao nhất ở một số nơi. Quy mô của thảm họa là rất lớn, mực nước của 435 con sông vượt mức báo động và 35 trong số đó ở mức cao kỷ lục, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Tại một số khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất như Giang Tây, đê sông bị vỡ, nhà cửa bị phá hủy, gợi lại ký ức ám ảnh trận lụt lịch sử năm 1998, khiến hơn 3.700 người thiệt mạng và 15 triệu người mất nhà cửa. Chúng tôi ở trên vùng đất cao hơn nên chúng tôi không nghĩ lũ lụt nghiêm trọng như vậy, nhưng nước lũ khủng khiếp quá, tôi phải đi ô tô đến cửa hàng để đóng gói. Cô Ping Ping, chủ cửa hàng gốm sứ ở thành phố Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây nói: "Tôi chỉ thấy lũ lụt trên tin tức, nhưng đêm đó, lúc đầu nước lũ dâng lên đến đầu gối của tôi, sau đó lại có một đợt nước nữa dâng lên. Chính quyền Cảnh Đức Trấn phải suy nghĩ về vấn đề này. Chúng tôi thường được cảnh báo có lũ lụt hàng năm, vì vậy các chủ cửa hàng có kinh nghiệm thường biết khi nào cần chuẩn bị, nhưng tại sao họ lại không chuẩn bị như vậy vào mùa hè này?" Ping Ping nói. Tại sao năm nay lũ lụt ở Trung Quốc rất nghiêm trọng? Trung Quốc gần như hè nào cũng có lũ lụt, nhưng sự kết hợp giữa khí hậu và hành vi của con người đã góp phần kéo dài thời gian mưa lũ lâu hơn bình thường ở một số khu vực. Hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương rất mạnh trong năm nay. Sự giao thoa của nó với không khí lạnh đã dẫn đến lượng mưa lớn liên tục trong lưu vực sông Dương Tử. Ông Song Lian Chun, Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết. Một lý do khác là sự nóng lên toàn cầu, ông Song nói. Chúng tôi không thể nói rằng một hiện tượng thời tiết cực đoan đơn lẻ là hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu, nhưng xét trong một thời gian dài thì nó rõ ràng nóng lên toàn cầu đã dẫn đến sự gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, ông Song phân tích. Theo sách xanh về biến đổi khí hậu ở Trung Quốc từ năm 1961 đến năm 2022 đã có sự gia tăng các hiện tượng mưa cực lớn ở Trung Quốc và kể từ giữa những năm 1990, tần suất mưa cực lớn đã tăng lên đáng kể. Trong 60 năm qua, số ngày mưa lớn đã tăng 3,9% mỗi thập kỷ. Theo ông Song, bên cạnh lượng mưa, hành vi của con người cũng góp phần vào mức độ nghiêm trọng của lũ lụt ở Trung Quốc. Phan Xiao, một nhà địa chất thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Tứ Xuyên cho biết nhiều thập kỷ khai hoang đất và xây đập trên các con sông gần đó đã làm giảm diện tích và thể tích của Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tây. Khoảng 1.300 km đất đã bị cải tạo ở đó từ năm 1954-1958, khiến diện tích bề mặt của hồ bị thu nhỏ từ 5.160 km xuống còn 3.860 km, theo một nghiên cứu nhà địa lý học David Sharman, Đại học Alabama, Mỹ. Tình nguyện viên môi trường Zhang Wenbin cho biết ông đã điều tra các hoạt động cải tạo đất trái phép ở Tualin, một hồ nước khác trong tỉnh này. Một số dự án quanh hồ vẫn đang được tiến hành vào năm ngoái, mặc dù đã bị các thanh tra môi trường từ Bắc Kinh yêu cầu dừng lại.
Có rất nhiều trường hợp tương tự, ông Zhang nói và cho biết thêm, hồ Tualin cũng bị thu hẹp kích thước, làm giảm khả năng chứa nước lũ. Kể từ khi thành lập nước vào năm 1949 tới nay, Trung Quốc đã trải qua hai trận lũ lịch sử. Lần thứ nhất là vào hè năm 1954, ở dọc sông Dương Tử khiến cho 30.000 người chết, 18 triệu người bị ảnh hưởng. Trận lũ lụt kinh hoàng thứ hai xảy ra vào năm 1998 cũng tại dọc sông Dương Tử, nhưng ở phía Nam và Bắc Trung Quốc. Đó là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây, với hơn 3.700 người chết, 15 triệu người mất nhà và thiệt hại kinh tế lên tới 24 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Song Lian Chun nhận xét lũ lụt năm nay không ảnh hưởng tới một khu vực rộng lớn của sông Dương Tử như hồi 1998. Trận lũ lụt năm 1998 ở Trung Quốc tác động lên toàn bộ khu vực Dương Tử, song mưa năm nay chủ yếu ảnh hưởng tới vùng trung và hạ lưu sông, vì thế khu vực bị ảnh hưởng nhỏ hơn, ông Song nói. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.